Chào đón tất cả quý khách hàng đã quay trở lại kênh YouTube Nhà Đất Phú Hưng bán nhà Hóc Môn, quận 12 và thành phố Hồ Chí Minh. Và trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng tôi xin gửi đến quý anh chị và các bạn một căn nhà phố với diện tích ngang 4 dài 18 hướng chính nam, gồm 2 phòng ngủ, 3 toilet. Vị trí nằm trong khu dân cư đồng bộ phân lô, rất là đẹp, có hệ thống camera an ninh và đường nhựa 12m thông thoáng, có lề đường cây xanh bóng mát. Nằm ở vị trí nhà của chúng ta nằm trong khu dân cư gần khu đô thị Phúc An City, gần khu công nghiệp Xuyên Á nha quý anh chị và các bạn. Và vị trí nhà rất là đẹp, đối diện có công viên mini để chúng ta tập thể dục và đi bộ vào những buổi chiều hoặc sáng sớm. Và đường nhựa rất là rộng, có lề đường cây xanh bóng mát, trẻ em nô đùa rất là yên bình. Và đây là mặt tiền của căn nhà của chúng ta này. Một kiểu mặt tiền tân cổ điển rất là đẹp nha. Và kính mời quý anh chị và các bạn tiến dần vào bên trong để tham quan căn nhà này. Căn nhà có giá rất là rẻ nha quý anh chị và các bạn, có giá chỉ là 1.920.000.000 đồng, còn thương lượng sau vào dịp sắp Tết này rồi. Và phía trước chúng ta thì được bố trí một sân. Sân này dài khoảng 4m, có thể để được xe Kia Morning hoặc là 10 chiếc xe máy nha. Đây, mặt tiền căn nhà của chúng ta rất là đẹp, có những cái mái cách điệu theo phong cách tân cổ điển châu Âu rất là đẹp. Và phía trước chúng ta được bố trí một cánh cửa sắt kính cường lực rất là chắc chắn. Đây, mời quý anh chị và các bạn tiến vào bên trong để tham quan phòng khách. Phòng khách rất là rộng rãi, nền được lát đá bóng kính 80-80 và hai bên tường được ốp đá lên cao 1m2, rất là sạch sẽ. Và hai bên tường thì có đèn chiếu này để tạo hiệu ứng khi chúng ta về treo những bức tranh lên rất là đẹp. Và la phong kết hợp đèn LED tiết kiệm điện. Và căn nhà của chúng ta có diện tích ngang 4 dài 18 hướng chính nam, với kết cấu một trệt một lầu, 2 phòng ngủ, 3 toilet. Và có giá bán là 1.920.000.000 đồng, còn thương lượng mạnh nha quý anh chị. Và căn nhà của chúng ta có giá rất là rẻ. Quý anh chị có nhu cầu hãy alo ngay cho Nhà Đất Phú Hưng để cùng đi xem và sở hữu căn nhà phố có giá rất là rẻ này. Một căn nhà có giá rất là mềm, dễ chịu, dễ mua dành cho quý anh chị và các bạn. Và đây là phía sau của căn nhà mình này. Phía sau có giếng trời nha. Và được bố trí một toilet với thiết bị Electric hiện đại. Phía ngoài chúng ta được bố trí một tấm gương và lavabo để rửa tay này. Bên trong thì thiết bị vệ sinh Electric đầy đủ và có ốp đá lên cao, rất là sạch sẽ nha. Và đây, chúng ta nhìn ngược lại căn nhà có giá rất là rẻ xỉ 1.920.000.000 đồng, còn thương lượng. Và căn nhà này có sổ hồng riêng nha, mới xây dựng từ đất lên, sổ hồng cuối năm 2020. Và kính mời quý cô chú anh chị theo chân Nhà Đất Phú Hưng lên tham quan tầng trên tầng 1 của căn nhà này. Hai bên cầu thang đã được ốp đá rất là sạch sẽ. Cầu thang thì tay vịn gỗ căm xe, kính cường lực 10 ly và lát đá hoa cương, rất đẹp và sang trọng. Và quý anh chị và các bạn xem video hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Nhà Đất Phú Hưng nha. Nếu quý anh chị và các bạn yêu mến Nhà Đất Phú Hưng thì hãy cho một lượt like, một lượt chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của bạn nha. Và đây, hai phòng ngủ phía tầng trên tầng 1 của chúng ta thì được bố trí toilet riêng trong phòng nha.
và đèn kết hợp đèn LED trần thạch cao, và phía trước chúng ta thì có một cửa lớn và một cửa sổ đã được làm rèm cửa sẵn và đã được DJ máy lạnh sẵn, và các cửa phòng ngủ là cửa gỗ tự nhiên của gỗ đỏ nha quý anh chị. Và lối lên cầu thang chúng ta được bố trí một bức tranh rất là đẹp. Nhà có giếng trời nha, tạo sự thông thoáng và thoáng mát cho căn nhà, lấy gió lấy sáng cho căn nhà. Và ở đây phòng ngủ số 2 phía sau của chúng ta cũng được bố trí toilet riêng trong phòng nha. Một căn nhà rất là có giá rất là rẻ, và hai phòng ngủ, hai toilet, một phòng bếp, phòng khách, sân, xe, máy, và phù hợp cho những quý anh chị có nguồn vốn thấp và các cặp vợ chồng trẻ có hai đứa con là ở rất là phù hợp nha. Phía sau chúng ta có công viên rất là rộng. Đây là sân phơi và mấy nơi đặt máy giặt này, và cũng được bố trí một cái lavabo đằng sau để chúng ta rửa tay này. Và đây là phía trước của căn nhà mình này. Phía trước của chúng ta nhìn ra công viên mini để tập thể dục, tản bộ rất là hữu tình nha quý anh chị và các bạn. Và quý khách xem video hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ nhà đất Phú Hưng ngày một phát triển hơn nữa. Các sản phẩm nhà và đất của Phú Hưng sẽ được đến được với nhiều quý khách hàng có nhu cầu. Xin cảm ơn quý khách đã theo dõi video và xin chào, hẹn gặp lại.